bên trong ý nghĩ là nhân mà. Và nhân thì rất là mạnh mà. Nhân còn chi phối cả duyên nữa mà. Cái câu hỏi đầu tiên là của một người mẹ mà có hai con của em là con trai hay gái? Hai con gái sinh đôi và thường xuyên là ganh tị lẫn nhau. Con gái thì hơn 3 tuổi một chút và thường xuyên ganh tị là nếu thấy mẹ bế em thì chị sẽ không đồng ý, mà thấy mẹ bế chị thì em cũng sẽ không đồng ý. Thật ra những bạn nào đã có con rồi và thấy con mình cũng thường xuyên ganh đua nhau thế. Thế thì mình biết rằng đấy là chuyện bình thường của trẻ con hết. Bất kể là lứa tuổi 3 tuổi hay là 5 tuổi hay là lớn hơn thì đôi khi chúng nó vẫn có những cái điều đấy. Tuệ An có hai cậu con trai, không có sinh đôi nhưng mà cũng gần bằng tuổi nhau, cách nhau có 1 năm thôi. Và chúng nó tranh giành nhau cái thuở nhỏ rất là nhiều, nhưng mà đến giờ phút này thì thương nhau, tự chăm sóc cho nhau và không còn tranh giành nhau nữa. Và bí kíp mà mẹ đã áp dụng với hai cậu đó là như sau. Đầu tiên là các bạn biết đấy, con trai thì sẽ tranh giành kiểu khác với con gái. Nếu như con gái là đôi khi nhẹ nhàng hoặc là quát thôi, nhưng con trai là sẽ lao vào và uýnh nhau ngay lập tức. Vậy đấy là bản tính của chúng. Và từ cái thuở nhỏ, khi mà hai đứa nhỏ nhà Tuệ An nó uýnh nhau suốt ngày á, và nó ra nó mách mẹ á, cả bố và cả mẹ đều có một câu nói chung, đó là đánh nhau tự giải quyết. Đây là chuyện của các con và các con tự giải quyết. Và sau khi nói xong câu đó, chúng nó lao ra chúng nó uýnh nhau tiếp. Và thế là kệ chúng nó luôn. Chúng nó uýnh nhau sứt đầu mẻ trán một hồi. Có một lần là uýnh nhau gãy mất một cái răng cửa, nhưng may là hồi đó chưa có phải là răng vĩnh viễn nên là không sao. Nhưng mà sau tất cả những chuyện đó thì chúng nó nhận ra một bài học rằng bố mẹ sẽ không bao giờ đi giải quyết những vấn đề của chúng. Thế nên chúng sẽ phải tự giải quyết những vấn đề của mình. Và khi chúng nó giải quyết vấn đề của mình, chúng nó sẽ giải quyết một cách rất công bằng và sòng phẳng. Và từ đó cũng không dẫn đến sự ghen tị giữa anh và em. Khi mà đôi khi người Việt mình có tư duy là anh nha, là chị nha, là phải nhường em, là phải thương em, là phải nhịn em. Nhưng mà với vợ chồng Tuệ An thì không có tư duy đó, mà các con đều bình đẳng và công bằng với nhau. Nếu như con không thích cho em á, thì con có thể không cho, nhưng mà con có thể học cách chia sẻ. Và từ đó con sẽ có niềm vui hơn và bắt đầu dạy chúng cách chia sẻ cho nhau. Như là khi đến giờ uống sữa thì sẽ sai anh đi lấy sữa cho em uống và em đi lấy sữa cho anh uống, để chúng nó học được cách chia sẻ. Và Tuệ An và hai đứa nhỏ nhà mình á, thì thường xuyên có những cái ngày là cứ đi xe mấy mẹ con đèo nhau. Xong ở Hà Nội thì thường là những cái người mà người ta gọi là người ta cần phải xin tiền, những cái người nghèo khổ, người ta sẽ hay đứng ở ngã tư để cứ dừng đèn đỏ là người ta ra người ta xin tiền, và đèn xanh là người ta lại quay trở về chỗ cũ, đèn đỏ là lại ra. Và thế là ba mẹ con nhà Tuệ An là thường xuyên đi đến những cái ngã tư đó để giúp đỡ, để cho có hôm là bánh, có hôm là đồ ăn, có hôm là tiền. Và chúng tự nhiên học được cách chia sẻ cho người khác. Và thế là khi chúng nó đã biết cách chia sẻ cho người ngoài thì quay trở về chúng cũng biết cách chia sẻ cho anh em của chúng. Và tuyệt đối bố mẹ không bao giờ can thiệp vào những chuyện riêng tư, cãi nhau, đánh nhau vặt vãnh của chúng cả. Và bố mẹ luôn luôn đối xử một cách rất công bằng và bình đẳng với các con. Và ví dụ như bạn lúc nãy cũng là một người mẹ rồi, có chia sẻ là mình bế một đứa thì đứa kia nó sẽ đòi theo chẳng hạn, thì tốt nhất mình chẳng bế đứa nào cả, để cho đi bộ hết. Thế là xong. Và đôi khi bố mẹ cần cứng cứng một chút ấy, là chúng nó sẽ ổn đấy. Nhưng mà cứng cái này ấy, là bằng tình yêu thương với chúng, thế nên là cứng rắn với chúng. Đôi khi tình yêu thương đích thực của chúng ta không phải chỉ mỗi những cái sự ngọt ngào, chiều chuộng, dễ thương, mà tình yêu thương của chúng ta đôi khi được thể hiện bởi sức mạnh, bởi uy lực, bởi sự làm gương. Và khi bố mẹ làm gương đủ tốt về sự chia sẻ cho chính những thành viên thân thiết của mình, cho chính những người có thể là không thân thiết nữa, thì tự chúng sẽ học được cách chia sẻ cho nhau. Và một trong những cái câu mà Tuệ An không bao giờ nhắc với con của mình là con phải nhường em, câu đấy là câu không bao giờ, mà là con có thể chia sẻ cho em nếu con muốn. Còn nếu như con không muốn thì không ai ép, nhưng nếu như con chia sẻ cho em thì con sẽ vui hơn, và em cũng thế. Và thế là có một lần bọn nó buồn cười lắm. Bọn nó ngồi nói chuyện với nhau thôi, giống như hai ông đàn ông, và cậu anh nói chuyện với cậu em là: em thì tên là Bảo,
Bảo ơi, nếu sau này lớn lên mà anh nghèo thì Bảo có cho tiền anh không? Bà Bảo bảo, đương nhiên là Bảo sẽ cho tiền anh rồi. Và nó rất là buồn cười. Câu hỏi tiếp theo mà Tuệ An được nhận đó là: khi chúng ta tha thứ mãi cho một người, đôi khi là một cách quá dễ dàng, thì đôi khi khiến cho người đấy không nhận ra những cái sai lầm của mình và cứ lặp đi lặp lại những cái sai lầm cũ, đôi khi là với một cái tình huống lại còn tệ hơn cả trước nữa. Thì chúng ta tha thứ như vậy có phải là đúng hay không? Có bạn nào cũng thắc mắc cái điều đấy? Có luôn ha. Vậy thì sự thật này, chúng ta phải hiểu một chút về tha thứ. Khi chúng ta tha thứ cho một người á, không phải là chúng ta giúp ích và làm lợi cho họ đầu tiên, mà khi chúng ta tha thứ cho một người, thực tế là chúng ta tha thứ cho chính bản thân mình, để cho chính mình không dằn vặt bản thân nữa. Có rất nhiều những người phụ nữ tìm đến với Tuệ An vì một cái tình huống đó là bạn đời ngoại tình, và họ dằn vặt với cái câu hỏi là có nên tha thứ hay không nên tha thứ, có nên chấp nhận để người ấy quay lại hay là không nên chấp nhận để người đấy quay lại. Và Tuệ An nói rằng tha thứ hay không là lựa chọn của bạn. Nhưng mà nếu như bạn chọn tha thứ thì bạn không phải là tha thứ cho cái người bạn đời đó đầu tiên, mà bạn phải tha thứ cho chính bạn đầu tiên. Bởi vì chúng ta phải tha thứ khỏi chúng ta phải giải thoát khỏi chúng ta những cái suy nghĩ dằn vặt rằng trời ơi, tại sao người đấy lại cứ xử tệ như thế, rồi đủ mọi thứ rắc rối xảy ra, buông hay giữ đây, tha thứ hay không đây. Hãy tha thứ cho mình khỏi cái suy nghĩ đó đi. Hãy tha thứ cho bản thân mình, đừng có dằn vặt bản thân mình bởi kể cả những sai lầm của mình hay kể cả những sai lầm của người khác đi. Bởi vì để các bạn chuyển hóa thì các bạn phải tha thứ. Và nếu như các bạn không tha thứ, bạn ràng buộc về những cái thứ cũ kỹ đó, thì thứ nhất chúng ta bị mắc kẹt. Mà mắc kẹt thì mất tự do, mà mất tự do thì không có hạnh phúc. Bởi vì tự do là một trong những cái nguyên tắc nền tảng để có hạnh phúc. Mình sinh ra ở Việt Nam đúng không? Mình nghe quá quen cái câu Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc rồi. Có nghĩa là tự do thì mới hạnh phúc được. Vậy nên nếu như chúng ta không tha thứ, chúng ta còn mắc kẹt là tự mình lấy mất tự do của mình và mình không hạnh phúc. Và đầu tiên mình phải tha thứ cho chính mình. Nếu như mình nghĩ rằng cái tha thứ đó, tha thứ xong rồi, mình cũng ổn rồi, tại sao người đó vẫn cứ lặp đi lặp lại, vậy thì mình hiểu rằng mỗi tha thứ không thì chưa đủ cho một mối quan hệ tốt đẹp. Chứ không phải là đừng tha thứ nữa. Vấn đề không phải là ở việc tha thứ, mà vấn đề là tha thứ không mà không có chuyển hóa thật sự thì chưa đủ. Và chuyển hóa thật sự là gì? Phải cài đặt lại niềm tin ở bên trong mình, phải trở thành một con người có giá trị hơn. Bạn sẽ thấy nha, không có một người nào mà không thích ở bên một người thật sự bình an và có giá trị cả. Mình cũng thế thôi. Mình thích ở bên những người bình an, những người hạnh phúc, những người có giá trị mà mình có thể học hỏi từ họ, có phải vậy không? Vậy thì nếu như mình chỉ tha thứ, mỗi tha thứ mà mình vẫn là con người cũ kỹ đó, hoặc là thời gian trôi qua chưa đủ nhiều để mình chưa đủ cái lượng và chất để chuyển hóa và trở nên có giá trị, thì là mình thiếu cái thứ đó đó. Và việc của mình là tha thứ, sau đó quay trở về và làm cho mình có giá trị, làm cho mình tỏa sáng, cống hiến cộng đồng hạnh phúc và không bị mắc kẹt vào họ. Thì tự nhiên đến một lúc nào đó họ sẽ nhận ra điều này. Và họ sẽ thấy cho dù họ có đi đâu đi chăng nữa thì mình vẫn là cái nơi mà họ có thể tin tưởng nhất, bình an nhất, thoải mái nhất, không có sự phán xét họ nhất. Và rồi họ sẽ quay về với mình. Và việc của chúng ta, Tuệ An hay ví là chuyện hôn nhân ấy. Đôi khi người đấy mà đi ra ngoài rời bỏ mình, giống như là mình có một chú ngựa, mà chú ngựa này không ăn cỏ nhà mình nữa, mà chú ngựa này đi ăn cỏ nhà hàng xóm ấy. Thì thông thường chúng ta thường đuổi theo chú ngựa đó, hoặc là chê bai chú ngựa đó, sao tệ thế, bỏ cỏ nhà mình đi ăn cỏ nhà hàng xóm, đúng không? Nhưng việc chúng ta hiểu rằng ngựa sẽ thích cỏ non và ngon. Vậy nên việc của mình là quay trở về chăm đồng cỏ của mình, cho nó thật non, cho nó thật ngon, cho nó thật xanh mát. Và đến một hồi chú ngựa sẽ đủ tỉnh táo để quay trở về thôi. Còn nếu như chú ngựa không quay trở về thì chẳng sao hết, bởi vì mình đã có cỏ non và ngon rồi. Sẽ có rất nhiều những chú ngựa khác đến. Mà không có chú ngựa khác đến thì mình cũng được nằm ra cái bãi cỏ đó để mình thưởng thức cuộc sống này
đó là một điều tuyệt vời. Vậy thì tha thứ là một yếu tố để bạn có được hạnh phúc. Đó là yếu tố cần, nhưng yếu tố đủ là bạn phải biết nâng cao giá trị của bản thân và quay trở về với hạnh phúc tự thân. Bắt đầu từ việc bạn cài đặt lại niềm tin của bạn là hạnh phúc của bạn không nằm ở phía ngoài bạn, không nằm ở phía người đó, cho dù bất kể người đó là ai đi chăng nữa. Mà hạnh phúc của bạn nó đến từ bên trong bạn, nó đến từ việc bạn có thực sự cảm nhận được sự sống của bạn, hạnh phúc của bạn, bình an của bạn hay không. Và cái ngày mà bạn biết quay trở về để cài đặt lại những niềm tin mới bên trong, mình vừa học lúc nãy rồi, bên trong ý nghĩ là nhân mà, và nhân thì rất là mạnh mà, nhân còn chi phối cả duyên nữa mà, thu hút những duyên đến với mình, và có nhân thì mới có quả được.